Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm cầu xe điện phanh dầu có số phụ, có số mạnh, động cơ thì có thể tùy chỉnh. Cái cầu này là cầu dài 1m1, hiện thì bên mình có cả loại 1m và loại 90cm. Cầu liền. Cái dòng này các bạn có thể sử dụng để các bạn làm xe 3 bánh, 4 bánh, xe 3 bánh chở hàng cũng được. Cầu này thì có tim ốc của nó là hiện tại đang là tim ốc từ con ốc này sang ốc kia là 7 và đo chéo là 10. Phanh dầu có khóa chống trôi. Khóa cơ và khóa dầu đều có hết các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp. Chân phanh dầu cho hai bánh sau này. Các bạn nào lên 4 bánh thì có thể đổi sang tổng dầu 4 nhé. Tổng dầu cho 4 bánh. Đây là chân phanh dầu có khóa. Ngoài ra thì đối với cái dòng cầu mét 1 ấy, nó chỉ có trên mét 1 này thôi nhé. Thì nó có thêm một cái phanh gọi là phanh cơ đây này. Có nghĩa là khi các bạn đỗ dừng, các bạn có thể dùng cái phanh này các bạn dừng đỗ. Hoặc các bạn có thể khóa dầu trên cái dầu này cũng được. Khóa trên cái này thì nó an toàn. Nó sẽ đỡ bị mất dầu và nó trôi xe. Thứ hai nữa là khi các bạn mất phanh dầu thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái phanh cơ để các bạn phanh được. Nó rất là an toàn. Nó rất là an toàn. Cầu mét 1 thì các bạn cứ tính toán. Khi các bạn lắp bánh thì nó sẽ tăng lên khoảng 10cm nữa. 1m1 mà lắp bánh thì nó lên 1m2. Thì các bạn làm xe mét 2 là rất là đẹp. Củ phanh đôi nhé. Đây. Cái heo dầu của nó là heo dầu dành cho hai bánh. Đây nó có hai xi lanh này, rất là an toàn. Đây một xi lanh, hai xi lanh này. Đấy, củ phanh của nó, củ phanh to. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cái việc đăng ký kênh này sẽ giúp ích cho các bạn là dễ dàng xem lại những cái video các bạn đã xem và nhận được những cái thông báo khi có đăng sản phẩm mới lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Mọi chi tiết mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955.